Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay lại kênh Trên Tầng Mây. Kính chúc mọi người một ngày tốt lành bên gia đình và bạn bè. Tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 95% khối lượng, dự kiến tháng 9 năm 2023 sẽ chạy thử toàn tuyến và khai thác thử vào cuối năm nay. Sau khi metro đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy giao thông công cộng tại thành phố. Vì vậy, việc kết nối các nhà ga cho thuận tiện là điều phải có. Do đó, chủ đầu tư đã và đang triển khai thi công 9 cầu bộ hành để giúp người dân tiếp cận các nhà ga dễ dàng hơn. Các cầu bộ hành dự kiến sẽ được hoàn thành cuối năm 2023, trùng với thời điểm vận hành tuyến metro số 1. Hiện tại cầu bộ hành đã được triển khai thi công tại một số nhà ga. Mời quý vị và các bạn cùng mình theo dõi tiến độ của các cây cầu này. Tại ga Rạch Chiếc, theo như mình nhìn thấy, thì chủ đầu tư đang di dời hạ tầng, chuẩn bị mặt bằng để thi công. Ga Rạch Chiếc có vị trí nằm ngay dưới chân cầu Rạch Chiếc, thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Nằm gần nút giao thông ngã ba Cát Lái, nơi có lưu lượng giao thông vô cùng lớn. Ngoài ra trong tương lai, gần nhà ga sẽ là khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Việc có cầu bộ hành sẽ giúp người dân sử dụng metro di chuyển an toàn hơn. Phía bên kia cầu Rạch Chiếc, thuộc phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức là ga Phước Long. Ga nằm gần cảng Trường Thọ Đồ Sộ. Trong tương lai, khu cảng Trường Thọ được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, tài chính của thành phố Thủ Đức. Vì vậy, ga Phước Long là một ga rất quan trọng trong quy hoạch giao thông tại đây. Hiện tại cầu bộ hành nhà ga đã lên được trụ và cầu thang phía đường song hành. Trụ cầu giữa xa lộ Hà Nội thì chưa được thi công. Theo thiết kế, mỗi cầu bộ hành dài hơn 70m, rộng 3,5m, kết nối từ tầng trung chuyển khách của nhà ga với khu dân cư, trạm xe buýt bên đường. Cầu được thiết kế đồng bộ kiến trúc với nhà ga chính, tối ưu hóa về diện tích sử dụng, diện tích trồng cây xanh. Tiếp đến là ga Bình Thái, nằm gần ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Gần đó là tuyến vành đai 2 sẽ đi qua, nếu được khép kín. Cầu bộ hành nhà ga cũng có tiến độ xây dựng ổn định. Hiện tại đã lên được các mố trụ cầu phía bên đường song hành và đang thi công cầu thang bộ. Các cầu bộ hành không chỉ phục vụ người sử dụng metro mà còn giúp những người dân băng qua đường được an toàn hơn. Ngoài ra, cầu có mái che và khung thép được thiết kế thông thoáng, bảo đảm ánh sáng, nâng cao sự thoải mái, thuận tiện cho người đi bộ đến các ga trên cao. Sau ga Bình Thái là ga ngã tư Thủ Đức thì hiện tại đang di dời hạ tầng kỹ thuật, chưa thi công nên mình không có quay ở ga này. Sau ga ngã tư Thủ Đức là nhà ga khu công nghệ cao, nằm tại cổng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ga này là nhà ga có tiến độ thi công cầu bộ hành nhanh nhất. Hiện tại đã lên được trụ cầu và cầu thang bộ phía đường song hành. Trụ cầu giữa xa lộ Hà Nội cũng đã lên và đang thi công mũ trụ cầu. Cầu bộ hành này sẽ giúp công nhân viên chức làm việc tại khu công nghệ cao di chuyển dễ dàng và an toàn hơn. Hệ thống các cầu vượt này sau khi hoàn thành sẽ có mái che, chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu người dân đi bộ đến các ga metro trên cao. Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất lắp thang máy tại cầu đi bộ để phục vụ tất cả đối tượng người dân sử dụng metro. Chính cầu này không chỉ giúp kết nối hành khách mà còn là hướng thoát hiểm chính của nhà ga trong trường hợp khẩn cấp. Tiếp theo là ga Suối Tiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Xung quanh ga là khu du lịch Suối Tiên, khu làng đại học. Khi hoàn thành, nhà ga sẽ là nơi giúp lượng lớn sinh viên và người dân di chuyển thuận tiện hơn. Ga này hiện tại đã có cầu bộ hành,
Tuy nhiên cầu chưa được kết nối với nhà ga, trong tương lai không biết chủ đầu tư có kết nối cầu này với nhà ga hay xây dựng cầu mới hay không. Gần đó cũng có một cầu bộ hành bằng ngang nút giao Đại học Quốc gia. Cầu này cũng sẽ giúp người dân bên kia đường, nhất là bệnh viện ung bướu, tiếp cận ga metro dễ dàng và an toàn hơn. Khi tuyến metro dần về đích, các cầu bộ hành và các nhà ga cũng được đẩy nhanh thi công để kịp phục vụ chạy thử thương mại cuối năm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có điều gì sai sót, mong các bạn bỏ qua hoặc bình luận để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để kênh có động lực tạo ra các video tiếp theo hay hơn.